Chào cả nhà nha. Bữa nay mình ăn bánh, mình có bánh này nè. Bánh này bánh mới của mình nha, mình mới mua. Thế là lạ này, là bánh quy, nó nói là bánh quy vị sô cô la nha cả nhà. Giờ mình khui ra thử nè. Trong đây được hai cái nha cả nhà, được hai gói, hai gói như vậy. Tròn tròn vuông vuông, ý có cái hình trái tim mới nè cả nhà, giòn à, giòn gấm nè cả nhà, giòn vị sô cô la, như nó có sô cô la trắng nè cả nhà, chấm chấm trắng trắng nè. Cái gói này cũng nhiều quá nha, đây một gói nè bỏ vô dĩa nè, à, cũng được nhiều đó nha cả nhà ơi.